<Nhạc> Xin chào tất cả mọi người, mình là Ren. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người phần tiếp theo, phần số 10 của học ngữ pháp tiếng Hàn Trung cấp. Ngữ pháp Ư ừ, Không chừng hoặc là biết đâu chừng Thường mình sử dụng để đoán ha. Ưu phuê e, phu e, biết đau chừng buổi chiều trời mưa Ưu 비가 올지도 몰라요. Thì bây giờ mình sẽ đi vào nội dung chi tiết nha mọi người. Xin khi 전에 구독과 좋아요 꾹꾹 눌러 주세요. trước khi bắt đầu thì mọi người nhớ bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ và xem những video tiếp theo trên Ren channel nha. Xin bắt đầu nha mọi người. À, ngữ pháp này á thì mình sẽ có thể sử dụng cho tính từ, động từ danh từ mình cũng có thể sử dụng được ha. Ví dụ như là à, mình đoán cái điều gì đó. À, biết đâu chừng là bạn đó hôm nay bạn đi học nhưng biết đâu chừng là bạn đó đi uh, trốn học đi chơi hoặc là biết đâu chừng là bạn đó bị bệnh, biết đâu chừng là uh, bạn đó uh, đã về quê chẳng hạn thì mình đoán cái gì đó mà mình không có cái khả năng chắc chắn, cái khả năng khó mà nói chắc chắn được giống mình đoán cái gì đó mình đoán đại gì đó. Mình nghĩ là vậy, ý nghĩ của mình mình đoán như vậy. Cái khả năng nó chính xác không được cao thì lúc này mình sẽ nói nói bâng quơ uh, biết đâu chừng tí nữa trời mưa. Nói bâng quơ thôi đoán cái gì đó một cách bâng quơ và khả năng chính xác nó thấp thì lúc này mình có thể sử dụng ngữ pháp là mình có thể sử dụng với tính từ động từ thì lúc này mình sẽ bỏ tà ra có bà chim thì mình sẽ đi với ư không bà chim thì mình bỏ tà thêm chữ r làm bà chim cho nó rồi mình sẽ viết dính vô luôn ha chi tu mô rư tà cái trường hợp mũ đưa tà này khi mình chia đuôi vô thì ở đây nó có sẽ có với mọi người là cái bất quy tắc của bà chim là chữ rư à bất quy tắc của bà chim là chữ rư tức là rư khi mình gặp theo sau nó là những ngữ pháp mà có nguyên âm a hoặc là U. thì lúc này đầu tiên là ư sẽ mất thì mình sẽ có là mũ cộng với r tiếp theo là mình sẽ thêm một chữ r làm bà chim cho nó và bước cuối cùng là mình sẽ chia chia thì dựa vào cái nguyên âm trước nó ví dụ mình muốn chia a à, o vô đi a o vô thì lúc này mình sẽ có là bụi o thì sẽ cộng với a vô bụi rồi ngữ pháp của mình sẽ là ư tri chi tú nếu muốn chia đuôi vô à còn chia đuôi sinh thì mình sẽ có là thành là mô mô con đã đuôi lịch sự đó là trường hợp đối với tính động từ còn đối với trường hợp danh từ của mình thì lúc này á mình sẽ có là là cái gì đó y ta, không có bạch chim y mình sẽ thêm là real chi tú mù lại mù hoặc là mù rư thế tức là danh từ có bạch chim hay không bạch chim thì mình đều thêm là y chi tú mù biết đâu chừng là cái gì đó, à, biết đâu chừng bạn này á là người yêu của anh tôi chẳng hạn, biết đâu chừng á cái bạn cô này là giáo viên mới của tụi mình á, hoặc là ồ, biết đâu chừng á là uh, ngày mai là ngày nghỉ chẳng hạn, biết đâu chừng là cái gì đó thì lúc này mình dùng là danh từ iljitsu và Đặc biệt cái ngữ pháp này mình cũng có thể chia nó qua thời thì quá khứ ha biết đâu chừng người ta đã làm gì đó hoặc là đã như thế nào đó thì lúc này đối với tính động từ thì mình sẽ chia quá khứ ở đây ha at at ở đây sau đó mình mới chia ngữ pháp at at có bà chim nên mình sẽ thêm là ulchito morita biết đâu chừng là cô ấy đã về quê biết đâu chừng là người ấy đã ăn cơm rồi biết đâu chừng giám đốc đã ăn cơm rồi đó đừng có gọi đồ cho giám đốc chẳng hạn biết đâu chừng là cô ấy đã đi chơi rồi không có nhà đâu thì lúc này mình có thể sử dụng là quá khứ đã rồi à, phần này thì mình sẽ có à, một cái số lưu ý nhỏ đối với những cái trường hợp á, mà ngữ pháp nào mà có real bắt đầu bởi nguyên âm thì nó sẽ có cái trường hợp mấy cái bất quy tắc á, những cái từ bất quy tắc ví dụ như bất quy tắc của chữ r chẳng hạn mình có cái động từ của mình là ul ta ví dụ như là biết đâu chừng là bạn ấy bạn ấy khóc chẳng hạn thì lúc này là ulta cộng theo như quy tắc thì mình phải cộng với ulchito đúng không bộ ulta thì lúc này mình sẽ có bất quy tắc của r à, 미안. bất quy tắc chữ r này không phải là bất quy tắc ha chữ r này là quy tắc quy tắc của chữ r mấy cái sau mới là bất quy tắc là quy tắc của r r mình có hai quy tắc đó là r gặp ư thì ư sẽ bị biến mất và r gặp n bờ hoặc là chữ s phía sau thì lúc này r sẽ bị biến mất Nên lúc này mình sẽ có là cái trường hợp r gặp ư nè lúc này là ư mất nè và mình có r hai chữ r gặp nhau lượt bỏ một chữ nên lúc này ulta mình sẽ là ultitu bộ lẹo ultitu bộ lẻo đó là trường hợp quy tắc của chữ r trường hợp số 2 là bất quy tắc bớt quy tắc của chữ be chữ bờ chẳng hạn. Bờ thì lúc này là bờ mình có hai trường hợp. Bờ mà theo sau nó là những ngữ pháp bắt đầu bởi nguyên âm. Tức là những cái bắt đầu bằng chữ ngờ nè. Hoặc là ở trong trường hợp của mình là chữ y hoặc là ri Thì lúc này mình có là bờ sẽ bị biến thành chữ u rồi mới chia. Đó là trường hợp bình thường trừ hai trường hợp đặc biệt là đối với cái thằng là chữ cục tà mang nghĩa là xinh đẹp nè và chữ thục tà mang nghĩa là giúp đỡ thì lúc này bờ sẽ biến thành chữ ô rồi mới chia ha ví dụ như là thu qua chữ chi tố bộ thục tà sẽ biến thành là thu rồi, còn trường hợp bờ biến thành u, ví dụ như là từ thập tà là từ nóng đi. Biết đâu chừng ngày mai sẽ nóng chẳng hạn. Thì lúc này mình sẽ có là thò. Bờ biến thành u. Bây giờ u không có bà chim sẽ cộng với riêu chi tố. Mù lèo, mù lèo. Thò mù lèo. Hoặc là trường hợp bất quy tắc mình có thể nói thêm một cái trường hợp nữa đó là bất quy tắc của chữ tờ chẳng hạn ví dụ mình có chữ tờ này nè Bạch chim là chữ tờ có những từ theo bất quy tắc theo sau là ngữ pháp có nguyên âm tức là trong trường hợp của mình là ư chẳng hạn thì lúc này mình sẽ có là tờ bị biến thành chữ r rồi mới chia ha ví dụ như là mình có cái từ tịch tà mà nghĩa là từ nghe biết đâu là bạn ấy nghe nhạc chẳng hạn tịch tà thì lúc này theo quy tắc mình cộng ư có bà chim ư chi tu mô lại ở đưa tá thì chỗ này không phải là Từ tư chi tu bộ lẹo mà là chữ tờ này nó biến thành chữ r rồi sau đó mới chia thì lúc này thành thử đơ chi tu bộ lẹo thử đơ ha Duru chi tu bộ lẹo từ đơ chi tu bộ lẹo Phần này thì mình lưu ý vô đó thôi Bây giờ mình sẽ đi vào phần ví dụ Để mọi người xem chi tiết nha Ví dụ số 1 Áo này biết đâu chừng là lớn Với em tôi, ví dụ mình đi mua quần áo cho em mình đi Cái mình nói là Ồ cái áo này chắc là lớn với em mình á Thường là đoán Mình có thể dùng là biết đâu chừng Hoặc là có lẽ đoán cái gì đó mình nghĩ mình đoán mình có thể thay thế bằng những khác ha từ khác ha chứ không có phải lúc nào mình cũng dùng biết đâu chừng ha tại vì đoán thường thường là đoán cái gì đó thì mình người việt mình có rất là nhiều khái nói về đoán có lẽ chắc là hình như gì đó nhưng mà câu thường thường thì mình sẽ dùng là biết đâu chừng ha, để nó tách biệt với những cái ngữ pháp khác rồi nhìn vô một câu kiếm cái chủ ngữ ha cái chủ ngữ là cái áo này cái áo này lưu ý ha. à, mình sẽ có là phía theo sau nó là tính từ lớn thì thường thường chủ ngữ sẽ là y ca còn phía sau theo sau nó mà là động từ thì thường mình nếu mà mình muốn nhấn mạnh cái vế sau thì mình dùng in nên ha tại vì y ca là trợ từ của chủ ngữ còn in nên là trợ từ nhấn mạnh vị ngữ trong trường hợp này nên lúc này áo này này là y áo là quần áo nói chung ụt rồi biết đâu chừng của mình là ngữ pháp nào lớn mình có tính từ là khư tạ Đối với hoặc là cho ai đó, mình sẽ có ba trường hợp. Một là mình sử dụng e Khi mình sử dụng với cái danh từ nào đó, người ha. E bằng nói, bằng viết gì cũng sử dụng được hết. Thứ hai là mình sẽ sử dụng hành thê Khi nói chuyện trực tiếp với nhau thì thường người ta hay dùng là hạnh thê thay cho e ha. Nhưng mà hạnh thê, e kê, này thì dùng cho cả hai luôn. Còn thằng này chỉ dùng cho nói thôi, rồi, còn một trường hợp mình dùng lịch sự kính ngữ Đối với cái người mà người lớn hơn mình Ví dụ như giáo viên, bác sĩ, ba mẹ Hoặc là sếp gì đó Thì mình dùng ke Rồi, với ai? Cái danh từ chỉ người này là em tôi Mình sẽ có là xe của tôi Thùng sen, em Vậy thì trong trường hợp này Mình chuyển câu này sang câu tiếng Hàn Sẽ là chủ ngữ đưa ra trước Áo này, y, ut Trở từ chủ ngữ bây giờ mình sẽ sử dụng ika có bà chim thêm i, si sau đó mình sẽ đi dịch từ đuôi lên nó không có thời gian dịch từ đuôi lên à với em tôi em của mình sẽ là thung sẻ rồi của tôi sẽ là chê chê thung sẻ rồi đến từ với với là EK hoặc là hạnh the mình có thể sử dụng EK. hoặc là hạnh the rồi thung e EK. thung sen hạnh the rồi lớn khư tà bây giờ mình mới bỏ tà ra mình thêm ngữ pháp là biết đâu chừng không có bà chim thêm real tu mình sẽ dùng đuôi lịch sử thông thường là đuôi vô 몰라요. lẻ bốn lẻ 제 동생에게 제 동생한테 흘지도 몰라요 khư 제 동생에게 mù 몰라요 đó là ví dụ số 1. Ví dụ số 2, mình sẽ có biết đâu chừng cô ấy đã quay về quê rồi. Ví dụ như là Ồ, mình có một đứa bạn mà mình tới nhà nó, hoặc là gọi điện thoại cho nó, mình không thấy nó trả lời. Mà nó nói được trước, nó nói là ờ, nó sẽ đi về quê, cái mình đoán à. biết đâu chừng là anh đi về quê rồi đó. Thì mình sẽ coi à, biết đâu chừng nè, ngữ pháp nè, ai quay về quê, cô ấy, thì đứa này sẽ là chủ ngữ in, in. Hoặc là ik trong trường hợp muốn nhấn mạnh chủ ngữ ha cô ấy, thư nhỏ, hoặc có thể dùng là thư ra cũng được ha cô gái ấy, cô ấy đã cái gì đó thì quá khứ, ạt à, ọt quá khứ à, quay về, quay trở về, động từ quay trở về, thu ra gà tạ, hoặc là đi về mình có thể dùng cả tạ luôn à, rồi về đâu, quê, quê ở đây là cái nơi, đi đến cái nơi nào đó đến cái nơi nào đó đi về cái nơi nào đó sẽ đi với trợ từ e à có khả ta u là mình đi với e à quê quê là cái nơi chốn cô hằng rồi cái gì đó đã rồi cái này thuộc thì quá khứ à rồi có tất cả các thành phần bây giờ mình chia chủ ngữ bóc ra trước ai cô ấy khư nhỏ bây giờ mình muốn nhấn mạnh chủ ngữ khư nhỏ cả rồi đảm gì đi từ quê đuôi lên rồi thuộc thì quá khứ chút nữa mình có cái đã rồi nè quá khứ bỏ qua quê khu hằng về cái nơi nào đó trở từ sẽ là rồi quay về thu ra cả đã bỏ tà ra bây giờ mình có là đã quá khứ kha tà sẽ thành là khách và bây giờ mình có là ngữ pháp biết đâu chừng có bà chim cộng ư chi 몰라요. 몰라요. Mình có là, 그녀가 고향에 돌아갔을지도 몰라요. 그녀가 고향에 돌아갔을지도 몰라요. 그녀가 고향에 돌아갔을지도 몰라요. Ví dụ <laughs> nên hãy mặc ấm vào cái này là mình sẽ có biết đâu sẽ cái gì đó cái ngữ pháp của mình có cái chữ riêng đây là, là biết đâu mình đoán cái gì đó về cái tương lai không hoặc là cái hiện tại nên lúc này là mình sẽ có cái sẽ này là mình sẽ chia theo ngữ pháp luôn mình không có chia riêng cho nó ha rồi biết đâu ngữ pháp rồi hôm nay hôm nay là thời gian thời gian 오늘 rồi trời lạnh trời là mình có trời thời tiết danh từ y cá đại -shì. rồi lạnh mình có tính từ chỉ cái sự lạnh đó là xuất tả xuất tả rồi biết đâu lạnh nên cái này là vì cái gì đó vì biết đâu trời sẽ lạnh đó, nên mình thấy nên á là mình sẽ lưu ý ha phía sau nó có là hãy cái gì đó là mình bắt buộc phải đi với unica vì cái gì đó nên unica tại vì unica là theo sau nó là mệnh lệnh nè ư xèo nè hoặc là ướp yup, chúng ta hãy cái gì đó ướp yup, hoặc là hỏi ý kiến ư nhé nhỉ nha cái gì đó rồi thường thường là mình sẽ đi với unica hãy ngữ pháp hãy của mình là ư nè có bà chim ư không bà chim cộng xèo mặc Động từ mặc là ịp tá. Ấm áp, mặc ấm áp vào. Mình có cái gì đó, một cách cái gì đó. Mình có ngữ pháp tính từ cùng với ke. Mà ấm áp của mình là ta tư tha tả. Bỏ tà ra, một cách ấm áp. Ta tư tha kê. Có tất cả các thành phần rồi. Bây giờ mình chuyển sang câu tiếng Hàn thôi. Rồi, chủ ngữ. Ở đây là trời lạnh. Và thời gian của mình là hôm nay thời gian đưa ra đó hả? Rồi, vế trước nên mình dịch trước. Hôm nay trời sẽ lạnh. Trời là đại Thời tiết trời á, đại không bà chim cộng ca, đại sĩ cá. Chút tà, lưu ý ha. Xuất tà bỏ tà ra có bà chim chữ bờ. Hồi nãy mình có nói ở cái phần giới thiệu là bờ gặp ngữ pháp có nguyên âm thì bờ sẽ bị biến thành u chu rồi bây giờ mới tới là ngữ pháp biết đâu chừng nào biết đâu chừng không có bà chim cộng gọng... real real ta rồi bỏ tà ra bây giờ mình nối qua cái Với số 2 là nên nên ta không có bà chim sẽ cộng với nika muru sau đó không có chủ ngữ thì mình đi từ đuôi lên mặc ấm vào ấm là ta tư tha tả 먹갓, 아마, 따뜻하게. 막, 롱 입다, 뭐다라. 하이, 으세요. 오늘 날씨가 춥, 추울, 지도 모르니까, 따뜻하게 입으세요. 오늘 날씨가 춥지도 모르니까, Ta tứ tha kè y pư xèo ta ví dụ số 4 biết đâu anh ta không đến nên chúng ta đừng đợi nữa mình đợi hoài để hoài để hoài để tiếng đồng hồ rồi mà không thấy nó tới à, biết đâu nó không tới á nên đừng đợi nữa về đi biết đâu ngữ pháp anh ta không đến anh ta ở đây là chủ ngữ in nếu nhấn mạnh thì mình cứ thêm y ca ha anh ta là cư Cư, hoặc là mình có thể sử dụng là cư người đàn ông đó, đó cư nằm già không cái gì đó không mình có hai dạng một là mình dùng ảnh theo sau là tính động từ dạng thứ hai là mình dùng tính động từ mình bỏ tà thêm chi ạn thà nghĩa là không à thường thì ảnh này dùng trong văn nói nhiều còn tha thì dùng trong văn viết nhiều nó dùng nhiều thôi chứ không có cấm cản là mình không dùng ha nên mình muốn dùng cái gì mình dùng rồi không làm gì đây động từ của mình hành động là không đến u tạ nên rồi thấy nên rồi ha vì nên á nên thì mình sẽ có phía sau nó mình coi phía sau nó là kết thúc bởi vì ha chúng ta đừng chúng ta đừng chúng ta hãy gì đó thì mình nhớ ha ngữ pháp ca hồi nãy mới có nói ha theo sau là ngữ pháp tà chúng ta hãy gì đó tà đây là chúng ta đừng chúng ta hãy đừng đó nó là cái trường hợp tà rồi hoặc là ư xèo hãy cái gì đó hoặc là hỏi ý kiến ư riêng rồi đây là ngữ pháp này nè mà chúng ta đừng á mình có cái ngữ pháp đừng làm gì đó đó động từ si mệ tà là đừng ha và khi mình chia sang cái chúng ta hãy đường thì thành là chi bài tà sẽ cộng với ướp bướp yup chi mập shita. trường hợp này nó có cái phần mà gọi là biến biến hóa một chút ha thì mình biến hóa cho mọi người ở dưới này luôn đỡ bị đỡ bị không biết tại sao nó thành vậy ha Động từ là chi mày tà bỏ tà ra theo như bình thường khi mình cộng với cái ngữ pháp là chúng ta hãy á thì có bà chim là mình phải cộng với upshita bằng lịch sự ha nhưng mà trong trường hợp này mình lại thấy cái bà chim cái từ mại này là bà chim là chữ r r hồi nãy mình có là có hai cái quy tắc là r gặp ư thì ư sẽ bị biến mất và r gặp n hoặc là bờ hoặc là sờ thì lúc này chữ r của mình sẽ bị biến mất nên lúc này mình có r theo sau là chữ ư chữ ư biến mất trước rồi, r gặp theo sau n bờ sờ mà thấy chữ bờ nữa thì lúc này là r biến mất r biến mất thì lúc này nó còn là chi ma ma này không có bà chim thì sẽ cộng với bà chim là chữ bờ shida mập shida đó là ngữ pháp chúng ta đừng à đợi mình có động từ của mình đợi là kita khi ta rồi thêm nữa nửa cái gì đó thò thêm nữa thọ y sẵn. cái gì đó thêm nữa thọ y sáng có tất cả các thành phần rồi thì mình cứ chuyển nó sang câu tiếng Hàn thôi rồi đầu tiên mình thấy với vì nên mình tách trước vì vì biết đâu anh ta không đến mình sẽ dịch chủ ngữ trước chủ ngữ là cư anh ta anh ấy à cư nên hoặc là cư cả không đến mình có thể dùng ạn cũng được ha ạn đến là ô tạ rồi biết đâu chừng không có bà chim sẽ thêm chữ r chi tu mô rư tà bỏ tà ra chuyển qua cái vế nối với nên à bây giờ mình dùng ư không có bà chim thì mình sẽ dùng với nika thôi mô rư ca rồi chúng ta đừng đợi nữa ở đây mình sẽ có ngữ pháp là chúng ta đừng cái gì đó nên mình sẽ đi từ đuôi lên nữa thôi sang 너이 đợi 기다리다. 버다라 mình mới chia, chúng ta đừng. Thì chỉ cần ngữ pháp là c h i 맙시다. 지맙시다. 그는 안 올지도 모르니까 더 이상 기다리지 맙시다. 그는 안올 ở đây kuga ở dưới mình dùng cứ cũng được ha cứ ga anh ơi chứ thôi sang khi ta thôi sang khi ta đi đây là trợ từ của chủ ngữ nhằm nhấn mạnh chủ ngữ ha mình có thể thêm ta hoặc là in in tùy vào cái ý đồ của người sử dụng ha rồi ở à, phần này mình sẽ có một số cái ví dụ mẫu để mọi người có thể mọi người về mọi người làm thử cái phần ví dụ bài tập ha ví dụ như biết đâu cô ấy là giáo viên của trường này. ở đây mình có biết đâu cái gì đó là cô ấy là thì lúc này mình nhớ sử dụng cái danh từ là il Chi tu bộ đưa hả? biết đâu là cái gì đó. với số 2 biết đâu trường mai được tan làm sớm. biết đâu trường ngày mai được tan làm sớm. ở đây mình sẽ có là tan làm là mình có là thuê 하다. tả cái gì đó sớm. hôm nay là cuối tuần biết đâu bạn ấy không ở nhà hôm nay là cuối tuần ở đây là mình sẽ có cái nối giữa hai cái bé hôm nay là cuối tuần là cái gì đó mình sẽ có thường mình nối mà giữa hai cái thì mình hay dùng là in đè in đè rồi biết đâu bạn ấy không ở nhà thì không ở nhà Chị bé ọc biết đâu tháng này tôi tôi được thăng chức ha biết đâu tháng này tôi được thăng chức thăng chức của mình là sưng chi thăng tiến thăng chức ha sưng chi làm việc cực lực quá biết đâu tháng này được thăng chức rồi hôm nay tới đây thôi nha mọi người uny yogi kéo nếu có thắc mắc hoặc góp ý cho video thì mọi người nhớ để lại comment bên dưới nha mình sẽ cố gắng trả lời trong thời gian sớm nhất nè anh em